Hai anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Coi68 TV. Mình là Mason đây, người sẽ cùng đồng hành cùng anh em trong hành trình săn ngày rock các dự án tiềm năng trong thị trường crypto. Anh em có còn nhớ về những video về các dự án Telegram tiềm năng Airdrop khủng không? Anh em nghĩ đúng rồi đó. Vào mấy ngày trước, Mason có lướt X, tức là Twitter, thì có một dự án có tên là Link. Với cách thức săn Airdrop khá là đơn giản, đó là connect các loại ví crypto để kiếm point. Không lẽ là sau tap to earn hay là click to earn, thì bây giờ là kết nối ví để to earn. Anh em hãy cùng Mason tìm hiểu về dự án kỳ lạ này có gì mà tiềm năng thì tham gia có thể săn Airdrop khủng nha. Đầu tiên, chúng ta cần biết Link là gì. Thì đây là một nền tảng web 3 cho phép người dùng kết nối ví crypto trên nhiều chain khác nhau và mini app trên Telegram để kiếm được phần thưởng. Khi kết nối ví thì Link không thể thực hiện giao dịch trên ví crypto mà bạn đã kết nối, mà chỉ có quyền đọc dữ liệu như là số tuổi ví được tạo nè, lượng token trong ví, NFT trong ví, số lượng giao dịch on-chain v.v. để trả thưởng lại cho bạn khi bạn kết nối ví. Câu chuyện mà đội ngũ dự án tạo nên khi phát triển nền tảng này là họ thấy hiện nay có 560 triệu chủ sở hữu non-custodial wallet, tức là ví không lưu ký như là MetaMask, Quantum Wallet v.v. nhưng không ai có thể liên hệ nhau trực tiếp thông qua Telegram cả. Thì từ đây, Link là giải pháp đầu tiên thu hẹp khoảng cách này, giúp mọi người có thể kết nối với nhau thông qua Telegram khi kết nối ví crypto vào nền tảng. Với tệp người dùng của Link thì Link sẽ tập trung vào hai tệp người dùng chính. Đầu tiên là người dùng thông thường như là anh em tụi mình nè, thì chỉ cần kết nối ví và Telegram để nhận phần thưởng thôi. Ngoài ra thì Link có hé lộ cho cộng đồng một vài tính năng khác như là nhắn tin thông qua ví đã liên kết mà không cần username Telegram, hay là Climb and Rock, các dự án mà bạn đã tham gia ngay trên Telegram mà không cần vào web. Tệp người dùng thứ hai mà Link hướng tới đó chính là các dự án. Thì Link sẽ cho phép các dự án tiếp cận được với người dùng tiềm năng của họ. Ví dụ như là các dự án DeFi đi, thì họ sẽ chạy quảng cáo đúng với tệp người dùng thường xuyên sử dụng các giao thức DeFi bằng dữ liệu on-chain. Ngoài ra thì các dự án các mảng khác như là NFT nè, GameFi, SocialFi v.v. cũng có thể tiếp cận được đúng với người dùng mà họ hướng đến. Ngoài ra thì dự án cũng có thể tích hợp Climb Airdrop ngay trên Telegram. Điều này giúp cho người dùng không cần phải tìm các trang web chính thức để có thể Climb Airdrop, mà lỡ đâu người dùng dính web scam lại mất đi tài sản thì không hay đúng không anh em? Tiếp đến thì Mason sẽ nêu ra 4 lý do mà mình nghĩ anh em nên săn Airdrop dự án này ngay bây giờ. Thứ nhất là anh em săn Airdrop dự án này vô cùng dễ dàng khi chỉ cần truy cập vào mini app trên Telegram, kết nối ví là có thể kiếm được boy rồi. Ngoài ra, Link cũng đã cam kết là sẽ không giao dịch các tài sản trong ví mà anh em đã kết nối vào Telegram, nên là anh em cứ yên tâm mà tham gia săn Airdrop nha. Thứ hai là nền tảng này chỉ mới vừa ra mắt vào ngày 4 tháng 10 thôi, nên là vẫn còn rất sớm để anh em có thể tham gia ngay để lấy lợi thế. Và ngoài ra, anh em có thể thay đổi ví đã kết nối vào nền tảng. Lưu ý là anh em chỉ nên liên kết với ví phụ thôi nha. Thứ ba là theo nguồn tin mang tên Just Me Pro, thì dự án có backer khủng nhưng chưa công bố để khảo sát độ FOMO của cộng đồng vào dự án này. Mason đảm bảo anh em tham gia sớm có khả năng nhận Airdrop khủng từ phía dự án đó. Thứ tư là dự án được rất nhiều KOL shield trên X, đặc biệt là hai cái tên bảo chứng cho độ uy tín của dự án này, bao gồm là G-Hot, đây là co-founder của Axiefinity và Ronin. Ngoài ra còn có Gabby Diesel, thì đây là co-founder của YGG, và những KOL khác trên thế giới và cả Việt Nam nữa. Thì anh em còn chần chờ gì mà không tham gia ngay chứ nhỉ? Ok, và bây giờ đến phần mà Mason nghĩ là anh em chờ đợi nhất, cách thức tham gia săn ngày rót dự án Link rồi. Hãy cùng Mason tìm hiểu cách thức kết nối ví to earn thôi nào. Let's go. Đầu tiên là anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả để có thể ủng hộ Mason nha. Sau khi truy cập vào link, anh em vào mini app của Telegram, chọn lần lượt Start, Launch App và OK để bắt đầu kết nối ví để kiếm boy. Sau khi vào mini app, anh em chọn lần lượt là Connect Wallet và Approve Request để vào trang web kết nối ví. Kế tiếp, bạn sẽ được đưa vào web của Link và tiến hành kết nối ba loại ví là Phantom Wallet, MetaMask và Ronin Wallet để nhận boy dựa trên 4 yếu tố bao gồm số tuổi ví được tạo nè, tài sản trên ví, số lượng giao dịch và NFT đang nắm giữ. Sau khi kết nối ví, bạn cần chờ vài phút để mini app trên Telegram có thể hiện boy nha. Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà mời thêm bạn bè kết nối ví để nhận thêm boy từ dự án. Hiện tại chỉ mới có một nhiệm vụ là kết nối X để nhận boy thôi, nên là anh em ráng mời thêm nhiều bạn bè để họ kết nối ví và anh em có thể nhận boy từ họ nha. Số boy mà anh em nhận được là 10% từ tổng số boy mà họ kiếm được. Ví dụ như người bạn mà anh em đã giới thiệu được 450 boy thì anh em sẽ nhận được 45 boy nha. Ok, vậy là Mason và anh em cũng đã tìm hiểu những thông tin cơ bản cũng như cách thức săn Airdrop của dự án Link rồi. Điểm nổi bật của dự án này á là cách thức làm đơn giản khi anh em chỉ cần kết nối ví là đã có thể kiếm được boy rồi. Ngoài ra thì dự án này được rất nhiều KOL uy tín siêu. Trong đó, nổi bật nhất là G-Hot từ Xfinity hay là Gabby Diesel từ YGG, nên anh em có thể yên tâm mà cày cuốc kèo này nha. Nếu anh em có thắc mắc trong quá trình làm Airdrop thì hãy comment phía bên dưới để team Coi68 TV có thể giải đáp cho anh em nha. Đừng quên để lại một like và một subscribe nếu anh em thấy video này hữu ích nhé.
Mình là Mason và hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.